công an rồi nó bắt. Có công an á? Ừ, mặc quân phục. Có sao xuống. Phạt tới mấy lít thì tù. Ừ. Nhưng mà đau đau chân. Cong 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 chân vãi. Chuột rút chân mãi. Nhìn anh mà quân phục ghê vãi. Nghiêm trọng quá. Vãi đau bụng thế. Trên là đi được bao nhiêu cái tấm lên? Cái đây khu vực gì không? Tôi không biết. Hả? Tôi không biết. Báo biết á? Tôi không biết. Không biết thì cấm sao mà lên được? Giấy hết chứng minh thư đây. Giấy ra xe có gì mang hết đây?